Động thái mới nhất của Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang khiến ai cũng khó hiểu. Thông tin Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh bị gọi tên vào vụ việc xâm hại cô gái 17 tuổi người Anh đã gây bão khắp các trang mạng xã hội. Cư dân mạng ngay lập tức đã tràn vào trang cá nhân của các nghệ sĩ này để hỏi rõ ngọn ngành. Không những vậy, vợ của cả hai nghệ sĩ cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Trước sự tấn công dữ dội của cộng đồng mạng, Hồng Đăng khóa trang cá nhân và vợ của anh chỉ khóa phần bình luận để tránh phiền hà, trong khi vợ chồng Hồ Hoài Anh vẫn để mọi thứ công khai. Tuy nhiên, mới đây cư dân mạng đã phát hiện Lưu Hương Giang cũng đã âm thầm khóa luôn phần bình luận trang cá nhân Facebook. Động thái này của nữ ca sĩ nhằm tránh bão dư luận. Được biết, Lưu Hương Giang cùng các con cũng có mặt trong chuyến công tác của Hồ Hoài Anh tại châu Âu mấy ngày vừa qua. Trước đó, chị vợ của Hồ Hoài Anh là Lưu Thiên Hương cũng có những chia sẻ về vụ việc trên. Cô cho biết không nghĩ nam nhạc sĩ liên quan đến ồn ào trên mạng. Tôi nghĩ Hồ Hoài Anh không liên quan đến những ồn ào trên mạng đâu. Hồ Hoài Anh là nghệ sĩ nổi tiếng, làm sao có thể làm như thế được? Tại đất mình còn không dám, huống hồ ra nước ngoài. Điều đó rất vô lý. Trước ồn ào bủa vây Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, tất cả các hoạt động nghệ thuật trong nước của hai nghệ sĩ này đều bị đình chỉ, cắt sóng và thay thế bằng nghệ sĩ khác. Trong khi đó, phía Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ động thái nào đính chính tin đồn. Vì vậy, những thông tin này vẫn đang khiến khán giả vô cùng hoang mang. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến tiếp theo của vụ việc trên. Bạn hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.